Bông tai tiếp tục nha. Đây. Rồi em giới thiệu tiếp sản phẩm chà neo. Lộng cái neo. Sức lên. Chà neo ruột cái lỏng cái neo nữa. 6/16 nha mấy chị nha. Chụp lại màn hình giúp em đứt đẩy. Đứt đẩy về sau luôn. Rồi đứt đẩy nha quý chị nha. Rồi. Đây là xoàn lỏng tim. Đây là xoàn lỏng trái tim không ngủ yên. Đó. Hộp xoàn nhân tạo nè, full luôn nha quý khách nha. Một chỉ 194 ha. Rất là đẹp, em để toàn ten miếng cho nó dịu. Đúng rồi, dịu vội lắm. Rồi ok. Eo vì toàn ten, toàn ten, toàn ten. Đó, cưng lắm, eo vì ha. 9/62, đứt đẩy luôn nha quý chị nha. Đó, đứt đẩy ngoài sau, cưng lắm. Rồi. Ngọc trai. Ngọc trai hình phô mai, ngọc trai. Hình tam giác chứ. Miếng phô mai. Miếng phô mai à. Đây là mấy như ý nói là miếng phô mai, mấy như ý bày em nói vậy đó. Rồi là ngọc trai. Rồi xong ở trên là hộp sườn nhân tạo 4 cháu đứt đẩy nha, 9/4. Mấy chị thích chụp lại màn hình giúp em nha. Rồi. Đây, túi sách. Túi sách không ngừng hót, em về hai túi sách, hai vỏ sách túi sách. Túi sách này là mấy chị đựng kim cương hột xoàn nha. Mua vàng kim thành thảo xong là bỏ vàng vô lại ha. Đó. Một chỉ 146, đẹp tuyệt vời chưa? Rồi, tiếp tục. Đây, bông tai eo vì. Eo vì vẫn không ngừng hót. Em về là eo vì tượng trưng đi. À, một màu có à, một màu có, ba màu có. Em đang giới thiệu đây là ba màu. Để sát hơn xíu. Đúng rồi, đó, mấy chị thích coi sát vậy đó. Đó. Một chỉ 142 nha mấy chị nha. Ở này là đứt đẩy luôn ha. Đứt đẩy qua sau lưng đi bé. Đứt đẩy nha mấy chị nha. Rồi ok. Eo vì đứt đẩy. Cái này là eo vì nhưng mà đó là đứt đẩy, em để xéo xéo đi. Ừ. Full tấm luôn nha. Eo vì đứt đẩy 8/72 ha. Rồi qua sau lưng. Đúng rồi, xong. Mấy chị chụp màn hình giúp em nha. Nhớ điện thoại. Nhớ điện thoại theo số, theo ba số điện thoại em ghim trên em ghim trên cái bài mỗi bài nha, mỗi tập nha. Ba số điện thoại đó là hot nhất của tiệm em đó. Cho nên là mấy chị cứ điện thoại là nhân viên em sẽ trả lời một cách nhanh nhất. Vậy chứ mà xong rồi đó bé. Vậy chứ mà mấy chị mà nhắn tin trong Messenger là không có thể trả lời nổi hết được và nó sẽ bị trôi cái bài. Nó bị trôi mấy tin nhắn của mấy chị liền là không có có xem được luôn. Rồi em sẽ không trả lời được, rồi mấy chị đừng có giận hờn em, tội nghiệp em nha. Đó, em nói với mấy chị để mấy chị thông cảm giùm. Em cũng muốn bán được sản phẩm lắm chứ đâu có phải chia khen kén gì đâu. Đó, rất là đẹp nha. Đây là bông khoe. Này em quay kỹ cho khách nè. Mặt trước đi. Một chỉ 34 nha, em thả cái tay ra. Em thả cái tay, ừ đúng rồi. Em đưa qua sau lưng là mình nền, đúng rồi, nó không chói. Một chỉ 34 nha, rồi. Rồi chị quay sát cận cảnh vô. Em để sát cho giùm chị. Rồi cứ quen ha. Rồi sau huyền không? Rồi sau có huyền. Huyền này là có màu đen và có màu xanh luôn nha. Có huyền rồi sau là người ta làm màu đen và có màu xanh nữa. Đó, huyền xanh lá. Lộng vô nhau rất là đẹp. Đó, nó như vậy đó. Mặt trước. Mặt trước thì là kiểu khác. Em quay mặt trước. Cái màu xanh đó là nó kiểu khác nha. Đó, nó như vậy nè. Nó lộng cái trái tim ở trong, cái toàn ten ở trong cái chè neo. Đó là như vậy. Về một thứ có một đôi hà, mấy chị nhanh tay giúp em nha. Rồi, tiếp tục. Bông tuyết vẫn không ngừng hót. Đẹp lắm mấy chị ơi. Em nói cái mẫu này là nó giống như mà mình đi tiệc á. Cái mình mặc áo đầm dạ hội, cái mình bới tóc lên á. Đẹp, đẹp lắm, sang trọng quý phái lắm, để sát vô. Ừ. Một chỉ 664 nha mấy chị nha. Nó có cái mà không thích loại to thì có loại nhỏ. Đó, cái đó là loại size lớn và có loại size nhỏ. Size nhỏ của nó là một chỉ 56, một chỉ 056. Size lớn đó là một chỉ 664 nha. Rồi mấy chị thích chụp lại màn hình giúp em nha. Tiệm em có ship là toàn nước Việt Nam và toàn quốc tế luôn ha. Việt Nam là em phi ship. Quốc tế là thương lượng tiếp sau nha mấy chị nha. Mấy chị ở nước ngoài vẫn mua được sản phẩm của em từ xa được nha mấy chị. Mấy chị không có lo ngại gì hết. À, Chanel em có 3 cỡ. Cỡ lớn là 1 chỉ 416, cỡ nhỏ là 9/72, cỡ nhỏ nữa là 7/74. Mấy chị thích chụp lại màn hình giúp em nha. Thích chụp lại màn hình giúp em ha. Đây ngồi xa cũng vậy. Em tự ra kiếm đi bé.
Sao kiếm thì chị đang quay mà chị đâu có kiếm giùm cho em được. Đây bông ngôi sao. Bông ngôi sao, bông đầu tiên che rồi. Bông ngôi sao đầu tiên. Em để em đi, để xuống tay em đi. Để như nãy chị thấy ổn mà. 7 phân 92 là bông ngôi sao đầu tiên. Rồi bông tiếp tục thứ nhì là 7 phân 48 là bông trung. Bông nhỏ là 4 phân 33. Là bông, hai cái bông này một cỡ này nhưng mà trọng nhưng mà lượng nó khác nhau. Một cái đít đẩy và bật. Một cái bông bật ha. Rồi quý khách thích chụp lại màn hình giúp em rồi khoanh vùng lại. Rồi điện thoại theo số điện thoại ba số em đang ghim lên ha. Đây. Thế giới hoa. Em lấy một sản phẩm một cái. À có nhiều cái mà đó. Có nhiều cái, có nhiều mẫu. Ok. Từ sản phẩm một đi. Nói về thế giới về bông hoa đít đẩy nha, 7 phân 52. Vậy em nào không thích đeo hộp. Mấy chị mà không thích đeo hộp á, đeo trơn móc máy có công nghệ ý thì là lấy sản phẩm này cho em ha. 7 phân 52. Rồi em có ship toàn quốc nha. Toàn quốc, toàn nước Việt Nam và toàn quốc tế luôn nha. 8 phân 48. Chị để sát cho em. Rồi 8 phân 24 nha quý khách nha. Đẩy hết luôn rồi. Ok. Rồi hoa hồng lộng bi, hoa hồng lộng bi nha. 1 chỉ 132 ha, đứt đẩy ra quay sau lưng chị, đứt đẩy luôn nha. Rồi cái này là hoa hồng móc máy khía luôn. Cái này là 8 tầng ha, 2, 4, 3 tầng, 4 cánh. Đó, rất là đẹp. 1 chỉ 002, quý khách thích chụp lại màn hình giúp em nha. Đây là tấm. Ví dụ nó không có cái mẫu của ba sẵn ở trên phía đất màu thì được. Cái này nó có 2 cỡ nè. Đít đẩy, cái đó bông bạc hay đít đẩy? Đít đẩy, đít đẩy nha, em giới thiệu đít đẩy 2 cái. Đít đẩy có 2 loại. 1 chỉ 008 và 1 chỉ 226. Cái khách nào thích chụp lại màn hình giúp em nha, bông nó lớn lắm, đẹp lắm. Đó, như vậy làm từ từ đi. Rồi bông kia. Đó, đẹp lắm. Đó. Cái này làm gì có một đôi thôi, sang lắm, đeo sang trọng quý phái. Hộp vuông. Đây là bông hộp vuông nha. 1 chỉ 044. 1 chỉ 044 ha. Rồi hộp vuông nha quý khách nha. Em tách ra một hộp vuông. Rồi một hộp vuông nha quý khách nha. 1, 2, 3, 4, 4 hộp, rất là sang. Hộp này hộp là 4 ly. Đẹp lắm luôn đó quý khách ơi, cực kỳ đẹp. Rồi, được rồi. Đây là bông bạc ha. Bông bạc, hoa tiết, bông bạc. Bông bạc hoa, đẹp lắm. Đây hộp sòn nhân tạo luôn. Ở trên này em, ở trên trọng lượng 22. Trên 8 phân 22 nha quý khách nha. Em che mà móng tay rồi. Em để xuôi lại, em để vậy khách khó thấy lắm. Rồi 8 phân 22 nha quý khách nha. Rồi bông bi không bao giờ ngừng hết. Bông bi em về lại 2 đôi nha quý khách nha. Có 2 loại. 3 màu. Đó, cái nào mỗi thứ em về 2 đôi. Cái này trước tiên đi. Đó, bông tầng 1 chỉ 69 ha. Rồi đó, rất là đẹp. Quý khách thích chụp lại màn hình giúp em nha. Em ơi, nó dính đùi em ơi. Em tách riêng nó ra. Đúng rồi. Đó, như vậy khách mới thấy được. Rồi, đúng rồi. Rồi mấy chị thích chụp lại màn hình giúp em nha. Rồi điện thoại theo là 3 cái số điện thoại em ghim trên cái máy cái tập của em đó. Rồi cái này là bính nhang, nó cách tấm cách tấm với nhau luôn, 3 màu luôn. 2 chỉ 703, em về cũng 2 đôi luôn ha. Rồi ok. Qua bông chiếc dép ha, chiếc dép giờ em quay cận chiếc dép đi. Rồi từ em lấy em giới thiệu sản phẩm. Đây là màu đen ha, màu đen nè, 5 phân 22 ha. Màu đỏ là 5 phân 08 nha. Màu xanh là 5 phân 16 ha. Màu cam là 5 phân 4 ha. Màu xanh lá cây là 5 phân 18. Màu cam là 5 phân 2. Và màu xanh lá là 5 phân 18. Màu xanh biển là 5 phân 24. Và màu đỏ là 5 phân 36. Màu trắng là 5 phân 2. Đó là toàn bộ là đích đẩy hết nha quý khách nha. Quý khách nào thích chụp lại màn hình giúp em nha. Bây giờ qua mặt. Rồi bây giờ em qua mặt dây chuyền ha. Qua mặt dây chuyền. Đây mặt túi xách về 3 cái. Mặt túi xách cái 3 cỡ em.
có 3 cái. Về 3 cái. 2 cái một cỡ. 2 cái này một cỡ. Đó, rất là đẹp quá ha. Và một cái này một cỡ. Cái bự là 7 phân 76, quý khách thích chụp lại màn hình giúp em. Rồi hai cái nhỏ là 4 phân 42 nha. 4 phân 42 rất là đẹp. Kia là 7 phân 76 nha. Rồi xong rồi em, tiếp tục. Đây là mẫu chữ, từ từ để chị ghi xuống. Chữ ha. Mẫu chữ rất là đẹp, chữ C có cái vương niệm lên trên 9 phân 45. Chữ C. Chắc em bọc, em cầm lên cái tay. Em cầm. Đó. 9 phân 45 nha. Đó, rất là đẹp. Em đưa cái khung luôn. Cái khung nghe khung dọc. Ờ đúng rồi. Đó là khung này, là khung lưới ha. Rất là đẹp nha. Để cho nằm lại cái tay. Không, em để khách chụp lại màn hình nó rối em, là một cái một thôi. Chữ C. 9 phân 45. Rồi quý khách thích chụp lại màn hình nha. Đây chữ D. 9 phân 75 nha quý khách nha. Em quay là cái xương á, cái xương đúng rồi. Nó giống nhau. Là xương lưới nha, nhưng mà mỗi người coi mỗi khác rồi. Đúng rồi, phải quay cận cảnh, phải có tâm mấy chị ha. Rồi, để xuống giùm chị. Chữ M. Đây là chữ M nha. Chữ Mai, chữ Mẹ gì đó. Rồi, một chỉ hai. 1 chỉ 2 4 2. Chữ M ha. À, chữ M rất là đẹp. Mấy chị nào mà chữ cái chữ M đó, mấy chị lên về nha. Rồi. Chữ T. Đây là chữ T ha. 6 phân 05 ha. Chữ T rất là đẹp. Đẹp lắm. Rồi. Đây chữ N. Đây là chữ N. Chữ N là 1 chỉ 083 nha. Chữ N. Ờ đúng rồi, rất là đẹp. To lắm đó quý khách. Đó, đẹp lắm. Đây chữ H. Chữ H 7 phân 92 nha quý khách nha. 7 phân 92 ha. Cái khoen này là khoen sỏ nha. Rồi khoen này khoen sỏ ha. Cần thả thích chơi chiều 18 đây em ơi, cho chị vô đây. Đây là một bạn chữ G. 7 phân 65 nha. Mà cái tay em rung rên, tay cái tay em rung rên. 7 phân 65 nha. Rồi quý khách thích chụp lại màn hình giúp em nha. Rồi xong rồi em. Đây chữ K. Có lên lớn rồi em, chị giờ chị ơi. Rồi 8 phân 10. 8 phân 1 nha quý khách nha. 8 phân 1 nha. Rồi chữ K ha. Đây chữ G lớn và chữ G nhỏ. Em về 2 chữ G. Một chữ G lớn và một chữ G nhỏ. Chữ G lớn là 8 phân. Chữ G nhỏ là 6 phân 32 nha quý khách nha. Khách thì chụp lại màn hình giúp em nha mấy chị nha. Rồi. Đây chữ L. 5 phân 5. 5 phân rưỡi nha mấy chị nha. Rồi. Chữ O. Chữ O nha, 6 phân 45, O tròn như quả trứng gà. Đây nó đây. Rồi, xong mà. Đây là con nhện. Đây là con nhện nhện. Con nhện nhện rất là đẹp, nhện nhện đó, đẹp lắm. Cái này là tầm là 6 chỉ 3 trở lại nha. Con nhện nhện em về 3 màu. Đó, màu đỏ, rồi màu đen, rồi màu trắng. Đây ba màu đỏ đen trắng em về nhện nhện nha, tầm 6 chỉ 3 trở lại nha quý khách nha. Mấy anh mấy chị nào thích chụp lại màn hình giúp em nha. Cái này đeo vô kiềng cổ cũng đẹp, mà đeo vô mấy cái dây xoắn cũng được. Và một điều đặc biệt, và một điều đặc biệt hơn nữa là hôm nay em sẽ về cái tông đầu tiên trên thị trường. Chưa có đâu. Ở Kim Thành Thảo là về đầu tiên. Đây. Ai mà mấy chị nào mà bên đạo Phật thì là những cái thẻ này, chữ là Nam Mô A Di Đà Phật. Em về là màu xanh lá cây bên đạo Phật nha. Chữ này chữ Tàu nhưng mà em dịch ra tiếng Việt là Nam Mô A Di Đà Phật nha. Đây là màu hồng ha, màu hồng đất nha. À, cái này là màu xanh đất nha. Màu xanh đất ha. Rồi tới màu vàng trà ha. Rồi tới màu xanh biển nha. Rồi tới màu vàng ha. Tới màu đen nha. À, tới màu đỏ và màu xanh nhạt nha. Rồi bây giờ em sẽ cầm lên một sản phẩm, em sẽ màu đen trước đi em. Em để lên tay.
Trọng lượng của nó là 1 chỉ 274 thì tầm 1 chỉ 3 trở lại các sản phẩm nha quý khách nha. Quý khách thích chụp lại màn hình giúp em. Rồi bây giờ là em sẽ quay cận cảnh với các sản phẩm nha. À, mặt sau là dịch ra thành chữ Việt Nam mình á. Nó chiếu em ơi, chữ là em quay qua bên chị để em quay cái màn hình và khách nhìn thấy đội cái thương thấp quá. Vậy đó. Đó, mặt sau là Nam Mô A Di Đà Phật ha. Rồi mặt trước là chữ Hán. Mặt trước nè, chữ Nam em chỉ cái tên đi, chữ trên Nam nè, Mô A Di Đà Phật. Đó, đây là chữ Nam Mô A Di Đà Phật bên đạo Phật nha. À, mấy anh mấy chị nào mà bên đạo Phật á, đeo cái này nè, nó cảm giác như là nó rất là an lành đó quý khách ạ. Em cũng mong muốn rằng là mang tới sự an lành, bình an cho quý khách là điều em mong muốn nhất. Đó, bây giờ là để như vậy là quý khách chụp. Em xếp nó vô một tủ đi. Em xếp nó vô một tủ với chị đây rồi. Rồi quý khách thích chụp lại màn hình. Không, em để xuống dưới đó. Nghĩa là quẹt, quý khách thích chụp màn hình xong rồi quẹt lại đó. Quẹt vô mực. Chị đâu có gom hết được đâu, chụp một đống như thế. Đây là mấy cái thẻ Nam Mô A Di Đà Phật nha quý khách nha. Em có đủ màu nha mấy anh mấy chị. Mấy anh mấy chị nào thích thì chụp lại màn hình giúp em nha. Chờ em chút, em đang chỉnh lại cho nó ngay hàng thẳng luôn. Đây là cái chữ đầu tiên của sản phẩm của Kim Thành Thảo mới ra lò nha. Đây, thị trường chưa có. Kim Thành Thảo là có đầu tiên ha. Nam Mô A Di Đà Phật ha quý khách nha. Đó là chữ Tàu, còn mà dịch ra ngoài sau lưng của nó là chữ Việt Nam mình là có hai chữ về sau. Rồi em để như thế này cho mấy anh mấy chị, cô dì chú bác chụp làm màn hình giúp em. Trọng lượng của nó là cỡ tầm cỡ khoảng là mấy chị đấy, mấy quên rồi em, tầm khoảng có chỉ rưỡi đổ lại, một chỉ rưỡi trở lại nha mấy chị, mấy anh mấy cô, mấy dì, mấy chú, mấy bác nha. Rồi bắt đầu là em sẽ qua sản phẩm khác, nhẫn nha. Qua vòng đi, vòng nó ít hơn nhẫn, lát nữa chị sợ là nó không kịp. À còn mặt dây chuyền nè, mặt bông luôn, bông eo bì hồi nãy chưa có nè, bông và mặt eo bì, bông và mặt eo bì, vậy là có nhẫn dưới vòng luôn mà không có lai lên được. Đây bây giờ em làm từng một cái một nó rối em. Bông tai eo bì không thấy rõ, không thấy rõ, nó bị dính chùm rồi. Một đôi thôi em. Đó, nó như vậy mới thấy được mấy phân. Tập khoảng 6 phân rồi chị. 6 phân. Rồi, bông tai này là tầm là 6 phân nha. À, 7 phân trở lại đi. Bông này tầm 7 phân trở lại, bông đích đẩy nha quý khách nha. Đó, em để sát màn hình cho quý khách thấy nha. Rồi, tiếp tục. Đây bông về nhiều lắm này, đây mặt cái này đây thì quay cận cảnh với mặt. Đây mặt quay eo. Mặt nhiều lắm, đó, rất là nhiều. Rồi em về chục cái đó. Rồi quý khách nhớ đi, đua nhau ha. Rồi. Mặt eo bì là tầm là quay eo là tầm 7 phân rưỡi nha. Cái này là 7 phân 414 ha. Đó rất là đẹp. Rồi quý khách thích chụp lại màn hình giúp em nha. Rồi bây giờ là tới từ từ quan nhẫn con này em bị lặp con hồ ly. Hồ ly em có hai loại. À, hồ ly là màu hoa, 5 chiếc hồ ly hoa và 5 chiếc hồ ly màu trắng full tắm luôn, đẹp lắm. Về chiếc nào là bán hết chiếc đó, không kịp like luôn cho quý khách luôn, quý khách không thấy mùa nào mà được lên live stream, mùa nào mà được lên mấy cái con này đâu. Chưa có được lên mà đã hết sật trơn rồi. Bây giờ các quý khách qua tập 9 để theo dõi cận cảnh. À bây giờ là quý khách là đón xem tập 9 nha, để cận cảnh những cái dòng đẹp nè. Đó, những dòng đẹp là những cái nhẫn đẹp luôn nha. Nhẫn em chưa like lên chắc hết tập. Bây giờ hết tập 8 rồi. Thì là quý khách lên tập 9 giúp em ha. Xin chào, là hết tập 8 rồi ha. À, quý khách nhớ dành một chút thời gian quý báu đón xem tập 9, đừng bỏ lỡ nghe, tập 9 rất nhiều sản phẩm rất đẹp. Tạm biệt.